Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với Minecraft siêu bí kíp luyện rồng sau một thời gian dài vắng bóng á. Và hôm nay thì người bạn đồng hành cùng mình chắc chắn sẽ là Storm Fury ha. Tại vì Storm Fury cũng mới lớn thôi, hy vọng là cưỡi Storm Fury thì mình sẽ gặp được nhiều may mắn và tìm được những cái quả trứng rồng còn lại ha. Và trên người của mình thì còn một cái trứng rồng Flame Spitter. Cái này thì mình kiếm được rất là khó từ bên cái thế giới Fire Nation nè. Đó, thế nên bây giờ thì mình sẽ tiến hành up nó. Mình sẽ thử cho vô đây. Chính xác rồi. Rồng Flame Spitter thì mình sẽ up bằng cái máy up trứng rồng chạy bằng dung nham ha. Không biết như đây có đủ để up không nữa. Mình chăm vô thêm cho chắc. Tại vì up mấy cái trứng mà bằng cái máy này á, nó ưa hết dung nham dữ chừng lắm. Đó, chăm vô cho đầy bình luôn. Áp cho nó an toàn ha. Rồi xong phim. Và cái vũ khí bên thế giới Fire Nation này thì mình có thể cường hóa nó lên được á. Để mình đi vô mình lấy ngọc lưu ly, mình cường hóa nó lên ha. Ngọc lưu ly thì hình như mình kho đi. Và kho lấy ngọc lưu ly cái coi. Lưu ly đây. Rất là nhiều luôn, thoải mái mà cường hóa ha. Hy vọng là nó sẽ cho mình cái dòng sắc bén. Tại vì những cái vũ khí này nó sát thương không có cao lắm, nên cần có sắc bén để tăng cái sát thương của nó lên nữa. Thử nè. Sắc bén. Ồ, không phải sắc bén mà là rồng dòng rank cấp độ 4 ha. Thử luôn. Rank cấp độ 4. Nó còn cho mình dòng Ifrit Blessing cấp độ 13. Trời. Cấp độ 13 dữ dằn vậy. Thử được á. Hôm nay mình sẽ thử cái cây spear này ha, coi coi nó có xịn hay không. Rồi, và cái trứng rồng mình coi up tới đâu rồi. Đó, nó được phân nửa cái quá trình rồi. Cố lên, cố lên. Và mục tiêu trong ngày hôm nay của mình là sẽ cố gắng tìm lại cái chỗ cái giếng của con ếch á. Mình muốn qua thế giới ếch một lần nữa để mình lấy cái không, nói chính xác hơn là tìm cái trứng rồng ếch ha. Trứng ếch. Mình đang có cái dự định là sẽ lai ra một cái loài rồng với cái con ếch đó. Đừng nha. Ok. Bây giờ nó đứng máy là buồn lắm á. Đây. Rồng đó được gọi là rồng rock ice ha, là sự kết hợp giữa rồng ice cũng như là cái con ếch đó. Nhìn cái icon ở đây thì trông khá là đẹp ha. Còn không biết khi mà like thì sẽ như thế nào đây, nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng tìm cái giếng đó lại. Rồi, và nó sẽ cần rất là nhiều những cái heavy đo khi á, nếu như mình đi vào trong đó thành công á, mình sẽ mang như đây thôi, chắc chắn là sẽ đủ rồi. Còn cái trứng đồng của mình thì chắc là xong rồi đó. Một chút xíu nữa thôi à. Lẹ lên nào. Để coi, đây xong nè. Quá nhanh và quá nguy hiểm luôn. Rồi, mình sẽ chào đón thành viên mới nè. Rồng Flame Spitter. Rồng này thì nhìn khá là đẹp á, tại vì mình gặp được ở dưới thế giới Fire Nation rồi. Flame Spitter. À, bùm. Đấy rồi. Còn nhỏ thôi nhưng mà trông rất là ngầu ha. Để mình cho em này ở chế độ ngồi yên một chỗ đi, để không có làm phiền mình. Đó, ngồi yên đi nha. Ui, nhưng mà nhìn mặt em này đúng cọc luôn á. Em này thì thích ăn thịt hả? Wow. Nhìn hơi cọc cằn một xíu á. Để mình thử mình cho lớn lên coi coi có đỡ cọc hơn không. Hay là vẫn vậy á. Oh no, hết xương rồi. Hết nên Raiden Treat rồi, mình phải làm thêm mới được. Raiden Treat. Đây, làm. Rồi, ra cho Flame Spitter ăn thôi. Thì rồi mình sẽ... Ê, bãi nhà, đừng có giành ăn với em đó nha. Mấy em rồng này ưa dành ăn với mấy đứa em út lắm. Đây, ăn đi cưng. Rồi. Tăng trưởng kích thước cũng tương đối nhanh đấy. Làm thêm một lần nữa nào. Không biết 25 có cửa được chưa ha. Mình đoán thôi là không cửa được, tại vì còn rất là nhỏ luôn nè. Chính xác rồi, 25 vẫn chưa cửa được ha. Nè, để coi. Lên 25 vẫn vậy à, nhìn đúng cục xúc luôn á. Giống như trên cái lưng em này có những cái dòng nhung nham chảy vậy ha. Chắc vậy rồi. Rồi mình còn có một chút xíu phần ăn thôi. Gom cho em ăn hết luôn đi.
Đừng có giành nào, Storm Fury. Nhét vô trong luôn. Ú, con này. Con này láo tét. Con này láo tét. Láo tét nè. Láo tét. Rồi, xong. Cho Rồng ăn tiếp. Để coi coi Flame Splitter cấp bao nhiêu là cởi được nha. Mình sẽ thử cho ăn lên cấp 40 trước đi. 39 nè. Và 40. Đó. Lên cấp 40 là mình đã có thể cởi được rồi. Và đoạn tấn công của Flame Splitter là màu quả cầu lửa màu tím á. Thường thường mấy em rộng tấn công bằng quả cầu lửa màu tím thì sẽ khá là mạnh đấy. Điển hình như là Night Fury á. Này này này, cho Ripper, Ripper. Bắn ngục. Đâu rồi, Ripper nè. Phải nhắm cao lên xíu nữa. Gì thì cao quá. Vừa thôi. Một hit không chết nổi Ripper hả? Nhưng mà nó gián tiếp kích hoạt luôn con Ripper á, là nó sẽ bị phát nổ luôn á. Ồ, ở đây có em rồng Berteris phiên bản sọc ngựa vằn nè. Ê, đẹp vậy. Được vậy ta. Bây giờ coi bây giờ mình còn thiếu gì không ta. Để mình lên đường luôn nha. Ok, hợp lý á. Bây giờ thì mình sẽ... cái gì? Chưa, từ từ. Ở bên đây mình thấy có em rồng nào đang tấn công nè. Ôi no. Con rồng nào đã tấn công rồng Galaxy của mình rồi? Hình như có một con rồng nào đó vừa tấn công rồng Galaxy của mình kìa. Rồng Galaxy của mình đã ngất xỉu rồi. No. Cay thế. Thôi kệ đi, bỏ qua vấn đề đó đi. Rồng Galaxy của mình cũng đâu phải dạng dừa đâu. Chắc cũng đi cà khịa người ta rồi người ta mới quấn lại chứ. Rồi, giờ thì mình sẽ tiếp tục lên đường á. Và thông thường thì cái chỗ mình nói á, nó sẽ nằm ở vùng đầm lầy. Đó, nên bây giờ nếu mà mình gặp được cái vùng đất đầm lầy thì mình sẽ dừng chân lại và khám phá nó kỹ hơn á. Còn giờ thì cứ bay để đi tìm thôi. Ở phía bên này thì mình thấy nó có một cái căn nhà bỏ hoang hay sao này. Đáp xuống thử. À, con rồng này. Ủa, con zombie này định cà khịa em rồng thấy gì? Người định cà khịa em rồng thấy gì? Không đâu. Người định cà khịa gì? Rồi, vô trong. Đây là một căn nhà bố hoang thôi. Ngủ luôn. Có cái giường thì mình đi ngủ luôn á. Cho trời mau sáng chứ buổi tối thì bị mấy con quái cà khịa giống như vậy lắm. Rồi, đi tiếp. Quá trời quá đất em rồng rồi. Mình bị quýnh thì không lo đáp xuống quýnh tiếp hay gì. Cứ bay vòng. Đó, tai thiệt. Rồi, và cạnh đây hình như là cái vùng gỗ băng sam tiếp rồi chứ không phải là vùng đầm lầy á. Giống như là mình tìm cái vùng đất nào là vùng đất đó bắt đầu nó hiếm đi á. Chả hiểu luôn. Thôi cố lên. Cũng lâu lắm rồi á, mình chưa có cà khịa những cái con boss ở phía trên cái tòa tháp này. Tới công chuyện nữa. Bây giờ đánh là đánh. Đánh như vậy. Ồ, bắn hộp. Nè, phanh lại cứ bắn một cái nè. Tức chưa. Ui, nó văng lên kìa. Mình bắn trúng nó cái nó văng lên để mình quay một vòng lại. Tấn công con này là không có vội được nha. Bay lên, tấn công nó. Hộp. Thấy chưa, điều khiển đúng khó luôn á. Đâu mình sẽ ở một cái khoảng cách nào đó ngang cái con boss thôi nè. Tấn công nó rồi lạng liền. Ui, chạy em không? No. Nó bắn vô mông em rồng của mình lọt dưới luôn rồi. Lao tét. Người chọc nhầm rồng rồi. Rồng của ta hơi bị chiến đấy. Mặt hơi bị hình sự nha. Mặt hơi bị quạo đấy. Dám chọc giận hả? Người chọc giận rồng của ta cũng giống gián tiếp là chọc giận ta rồi. Bắn hộp. Đây. Bắn nè, hộp tiếp. Khó nhắm thiệt. Ôi lục nghề rồi. Mới đi có vài ngày thôi mà về nhắm đã hụt hết rồi. Không được, mình phải tập luyện lại khả năng bắn quả cầu của rồng thôi. Mới đi có vài ngày về nhà đó, lục nghề bắn quả cầu rồng rồi. Lại nào. Đây rồi, một cái nữa. Nó cũng phản đam nha. Con này cũng không phải dạng dừa đâu. Người phản đam á. Phản đam á. Ôi em rồng. Vô lút đồ, lẹ. Kiếm bóng. Lượm kim cương. Yes. Lượm đồ, siêu tốc lút đồ. Rồi, xong phim. Ow. Siêu tốc lút đồ. À không, đồ này không có xịn lắm. What?
mình đã bị nổ tung bởi em rồng của tiêu em. Chuyện xui rủi chắc tôi muốn bà ơi. Anh em á, như vậy thì chết rồi. Mấy con quái quýnh mình xong bắn con quái xong bắn chúng mình cũng đi luôn à. Sợ thiệt chứ. Ồ, bảo vệ cấp độ 5 luôn. Giữ lại về nhà tách ép vô cái áo liền. Ok, giờ thì đi xuống dưới thôi. Giận rồi. Giận Flame Spitter rồi. Chơi mà bóp đồng đội quá đi. Không chơi với Flame Spitter nữa. Và mấy thứ lặt vặt thì mình sẽ vứt bớt á. Ồ, tầm bậy. Đĩa nhạc 13. Ui, đĩa nhạc thấy ghê. Không giữ đâu. Rồi xong phim cũng được một chút đồ ha. Bây giờ thì mình sẽ tới với thành viên tiếp theo. Đó chính là em rồng Storm Fury. Đây Storm Fury. Không biết là bữa nay có nhân phẩm cao hay không đây. Hy vọng là Storm Fury sẽ mang lại sự may mắn ha. Rồi đi thôi nào. Ở đây có rồng Skita. Em này là Thunder Room thì phải, đúng không? Thunder Room, chính xác. Bây giờ tên mấy em rồng còn nhớ không kỹ nữa. Kỹ năng chiến đấu với rồng á thì bị lục nghề. Không được à, phải rèn luyện là mới được. Cỡ trước bắn còn chuẩn chuẩn chứ hồi nãy bắn là thấy hơi mù mắt rồi đó. Ở đây là chỗ của trứng rồng hai đầu kia ha. Bỏ qua. Bây giờ mình cần dùng đầm lầy hơn. Hy vọng là sớm gặp được dùng đầm lầy nè. Phía bên kia là ngôi làng hay sao vậy ta? Nó đã. Một ngôi làng ha, để mình ghé vô làng coi. Ui, làng này cao thế. Ngôi làng xây cao thế nhờ. Tiếp trên núi luôn cơ. Wow. Được, để coi con ngôi làng cao như vậy thì nhà bác thợ rèn có giàu có hay không nha. Nhà cao cửa rộng quá cơ mà. Đây, một nhà bác thợ rèn. Xuống. Quý bác thợ rèn ghê luôn á ta. Úi giời ơi. Tiếp tục. Bùm. Ui, bác thợ rèn này hơi nghèo quá. Không có đồ xịn rồi. Không sao, ngôi làng này còn nhiều lắm. Đây là golem nấm nè. Iran cây nấm nâu á. Wow, hết hồn chứ. Tưởng đâu con gì con. Nhìn không ra luôn á. Nhìn lạ thiệt. Rồi, đây, nhà bác thợ rèn bên này. Ê, mình phát hiện là trên nóc cái chỗ này cũng có rương. Giờ mới biết luôn. Giờ mới biết trên nóc của mấy cái nhà thờ này có rương nè. À, cũng được đi. Rồi, giờ tới bác Hà Ràng coi. Ồ, cái đèn bị hư, chắc bác này làm việc chăm chỉ lắm nè. Hy vọng là sẽ có nhiều đồ nha. Đó, được cái này cũng đỡ đi, cái này mở ra coi có gì. Ôi, cái rìu. The Commander. Ui, đập chậm rìa, thua cái rìu của mình đó. Cây hammer bằng sắt. Voi cham thì mình có thể gắn vô ha. Rồi, hết rồi. Thôi, cũng tạm đi. Được mấy trái táo ăn đỡ đói. Rồi, mình còn một cái basic case. Mình sẽ mở luôn để coi. Cho mình một cái spectre cháp. Chất lượng là spit đi hả? Mình đeo cái quần này vô nên mình lại được tốc độ nè. Tốc độ kèm với sức mạnh luôn. Wow. Cái quần này xịn vậy. Tuy giáp nó không tốt bằng nhưng mà nó sẽ kèm theo hiệu ứng cho mình á. Được luôn, mình thì rất là cần tốc độ. Hợp lý á. Rồi, và phía trên đỉnh này nó còn có cái chỗ gì nữa nè. À, cái này là một cái nhà thờ bự. Mấy cái này là chỉ là nhà thờ nhỏ thôi. Còn bên đây là cái nhà thờ bự luôn á. Có vàng luôn. Tịch thu liền. Rồi, vô nè, cùng mình đi khám phá cái nhà thờ bự. Chắc nhà thờ bự sẽ nhiều đồ lắm đây. Mình nhìn sơ qua là mình thấy nó có cái các bạn cường hóa rồi đó. Xin các bạn cường hóa trước đó nha. Đâu, đây. Này thì bạn cường hóa hả? Bỏ túi. Rồi còn gì khác không? À đây đường lên nữa nè. Ủa sao rương trống không vậy? What? Ui đi trống hết cả mặt rồi. Ui bịp rồi. Không có gì hết. Ngôi làng này bịp quá. Đi thôi em rồng. Ok, được chút đồ cũng được. Để coi.
Bên đây là dùng gì đây? Lại là dùng gỗ phân sam. Cánh rừng tai ga rộng lớn nè. Phía đằng này thì là chỗ của trứng rồng vua ha. Ôi làng, chỗ này thì không có tiềm năng gặp được cái ngôi đền ếch rồi, cái giếng con ếch rồi. Đi chỗ khác thôi. Phanh lại. Đi rồi. Rương. Ủa, có cá hả? Thôi kệ, lấy cá không được. Có một số em rồng mình thích ăn cá, mình đem về cho rồng mình ăn nha. À, đây là nhà của mấy anh người tuyết. Gì còn cái chỗ này? Ôi, ở đây có hai anh người tuyết đang đứng quấn lộn. Ôi, chỗ này chứ đồ xịn. Được vậy. Mà bây giờ mình lại không có chỗ để chứa nè. Mình lấy cái này ra mình mở trước đi. Trời, nó cho mình cái máy cưa hay gì đây? Ồ, cái này giống như là cái máy đào vậy đó. Con này có táo vàng. Lượm được. Tính ra cũng không xịn lắm đâu. Nó xịn thì thôi chứ nó cũng không xịn lắm á. Bên đây chắc cũng sẽ có một cái rương nữa đó. Ở đây cũng rất là nhiều chỗ giống như vậy á. Nên ta hồi mà mình vô mình lút đồ luôn. Nữa nè. Thử dẫn mày lại coi. Ôi. Ồ. Được cái Viking helmet. Cái này thì khi mình full set. Ủa đúng không ta? Ờ đúng rồi. Khi mình mặc full set thì mình sẽ có thêm sức mạnh á. Nhưng mà mình có cái nón thôi nên cũng yếu xìu à. Bỏ qua đi. Trời. Mới ra khoác gặp nguyên một cái bộ xương rồng luôn. Ghê vậy. Rồi, vô đây. Đây là chỗ cuối cùng ở hướng bên này á. Coi. Ờ, lại một cái rương bạc thôi. Một cây kiếm. Cái kiếm này tên là The Black Blade. Cái này nó sẽ cho mình Hunger for 4 seconds on hit. Ủa, đánh gì đói hả? Phải không vậy? Mình sẽ test cho anh William thử. 1, 2, 3, 4. Ồ, mình đánh 4 cái là mình bị giật thanh thức ăn kìa. Kìa. Lại nha. Thôi, test trên ảnh từng mất công quá. Anh sắp đi rồi. Cái kiếm này cây kiếm đói ha. Rồi, mình có cây sờ bia ngon hơn. Rồi, giờ thì mình sẽ cùng Storm Fury đi tiếp. Ủa? Đây, đút ăn được rồi. Đi. Coi dùng băng này mình có cơ hội gặp thêm trứng rồng không? Bây giờ mình không bay nữa. Đi bộ luôn, cửa rồng đi bộ luôn. Bay là thường rồi, giờ là chuyển sang chế độ đi bộ nó mới gắt. Để coi. Ui mà sao đây nhiều chỗ người tuyết vậy? Cả đống ụ người tuyết luôn. Thay vào đó hãy cho tôi những cái tổ rồng đi nào. Toàn là tuyết không à. Có điềm. Cái này chẳng lẽ là... Nó đang lốt map. 99,99% là tổ rồng rồi đó. Nhưng mà không biết tổ rồng gì thôi. Cùng mình khám phá thử. Rồi, xuống. Để coi, cái nhà đâu mà xây đẹp dữ người ta. Còn có những cái món quà Noel đó nè. Được, mình đem về mình trang trí mới được. Đi co cái nhà mình lại. Chim cánh cột. Nguy hiểm. Ôi trời. Ô, có những cái người. Ô. Ở đây có những cái người ấy nè. Ghê quá. Khi cúc váy. Những người xấu xa nè. Người này tên là F ha. F nè. Tiêu diệt luôn. Ủa nó gây ra đồ chơi nữa. Gấu bông, nó gây ra gấu bông. Wow. Tưởng đâu đây là chỗ trứng rồng chứ sao quê xệ như vậy trời. Bảo sao mình thấy ủa cái tổ rồng gì mà trang trí giống một ngôi nhà vậy. Ai về đây là chỗ của cái địch à. Chứ không phải chỗ trứng rồng đâu. Mình bị quê xệ rồi. A few moments later. Có vẻ đây là căn cứ của bọn chúng rồi.
Và mỗi cái tên lính như vậy thì sẽ rơi ra một cái món đồ chơi cũng như là một cái vật phẩm phụ khác á. Cũng khá là ok để cho mình đi farm đấy. Trời. Sao vũ khí mình bây giờ nó yếu vậy? Kìa nó rơi ra đồ kìa. Nó quá trời luôn. Toàn là đồ liên quan tới Giáng sinh ha. Món quà rồi đồ trang trí các thứ nữa. Mà số lượng bọn chúng sao ngày càng đông vậy ta? Ông mình phải đổi vũ khí thôi để tấn công cho nó mạnh. Đi ra chỗ khác. Rồi và ngoài ra thì mình thấy ở trên đỉnh nó có khối vàng thì phải. Để mình bay lên thử coi. Bị kẹt rồi, mình không bay lên được. Nó không cho mình bay lên trên. Mình bị kẹt mất rồi. Tiếc vậy, có khối vàng mà không lấy được. Cay thiệt chứ. Rồi đây là một cái căn nhà đầu tiên ha. Và trong đây thì lấy đồ được. Rất là nhiều những cái bàn cường hóa luôn. Có rương nữa nè. Nhưng mà rương trong đây là rương trống ha. Su cảnh. Chưa. Quái vật. Quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ nè. Đó là một con Yeti. Cái con mà chiên sống ở vùng lạnh á. Eoi cái gì? Mày quýnh nó, cái nó là Eoi gì á. Là thì cũng quýnh thôi. Ồ, có con còn rơi ra cả kim cương nữa kìa. Uầy. Được vậy ta. Hết à. Có dấu đồ không đây? Ui, nó trang trí dễ thương vậy. Này nè, cái nón Noel nè. Ui, đẹp vậy ta. Đây rồi. Festival EVS. Cái trứng Ủa, cái trứng gì khó đọc thế. Festival EVS. Ủa, đúng không ta? Chắc vậy rồi. Cái đây là cái trứng rồng Festival EVS ha. Đó, trứng rồng. Hình như đây là trứng rồng Giáng sinh thì phải. Nó nằm ở bên thế giới này. Đúng rồi, đây là trứng rồng Giáng sinh nè. Gọi là trứng rồng Giáng sinh đi ha. Chỉ đọc cái kia xong là lẹo lưỡi luôn á. Rồi đi tiếp. Ở bên đây nó còn cái này là khám phá rồi. Đây là căn nhà tiếp theo nè. Ở đây là con Arken Yeti. Con này đánh thử coi. Đó, nó đánh mình cũng ghê lắm á. Nhưng mà nó không ghê bằng cây kiếm của mình đâu. Này thì mấy con quái vật nè. Ồ, trong đây còn nữa hả? Tịch thu bàn cùng hóa luôn. Ồ, đây còn nữa. Quá trời quá đất rồi. Ủa, mình đập ra cái lọ thuốc gì á. Căn nhà thứ hai thì không có dấu đồ ha. Coi căn nhà thứ ba thì sao. Ồ. Tiếp tục. Ui, đóng cửa là cho nhốt nó trọng đi. Ôi, nó có cây Giáng sinh nè. Nó có cây thông Noel nè. Noel mà thiếu cây này sao mà được. Mình tiêu diệt nó. Mình lấy cây thông Noel về. Được không? Oh no. Cây thông Noel nó không cho lấy về. Trời ơi, tiếc vậy. Phải chi lấy về được thì hay biết mấy. Về trang trí Noel luôn. Ui. Ở đây những con chim cánh cụt nó biểu diễn ăn đồ ăn kìa. Nó thảy con cá lên rồi nó gặm á. Hay vậy. Ê, trong nhà này còn. Thử lại lần hai coi. Hồi nãy mình đánh bằng cúp không được, giờ mình thử đánh lấy bằng rìu coi. Vẫn không lấy được ha. Tiếc thế nhờ. Như vậy thì nó không cho lấy cây thông Noel về rồi. Thì cái tình luôn á. Giờ cuối cùng là lấy bằng kiếm thôi coi. À, lấy bằng tay không. Nhiều khi cái này lấy bằng tay không á. Cũng không được ha. Tiếc thế nhờ. Quýnh mấy cái tên này thì không có rơi ra cây thông Noel. Có cái rương kìa mở hở á. Ôi dạ, đánh đau quá. Cái rương mở không được luôn chứ. Thôi mình bó tay á. Ê, hình như lấy được. Ê, gì mình trách nhầm rồi. Hình như hồi nãy nó nằm trong kho đồ mình mà mình không để ý sao nó nằm ngay đây nè. À, vậy là lấy được nha. Trời ơi, gì trách nhầm mấy ảnh rồi. Mà kệ sao mấy ảnh trách nhầm cũng không sao đâu. Làm gì mà có sao được. Ý kiến là mình cho ăn đòn. Gãy vậy thôi chứ bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái hành trình khám phá cái vùng băng của mình ha.
Mình không biết luôn là tại sao nãy giờ đi mình chỉ gặp đúng một cái chỗ đó là ổn áp thôi, còn mấy cái chỗ này thì đồ tương đối là bình thường ha. Số mới nhỏ như vậy sao ta? Không thể chấp nhận được luôn á. Chẳng lẽ không có loài rồng nào sinh sống ở vùng băng hay sao? Mình bay nãy giờ cũng mấy vòng rồi mà mình không thấy em rồng hoang, rồng tự nhiên nào luôn á. Xin lỗi, xin lỗi. Mới nói không có. Chu choa. Ngay con rồng to đùng bên này luôn. Wow. Bự vậy. Ôi ôi, lọt. Rồi bây giờ bàn kế như vậy. Mình sẽ bắt Storm Fury của mình trước. Cách tốt nhất là mình sẽ giữ em Storm Fury trong cái orb ha. Để tránh cái việc những cái con rồng này nó tức giận rồi nó tấn công mình kìa, thấy chưa? Mình... Nó đang giao đấu với con nào á? À, nó giao đấu với một con rồng khác kìa. À, hình như là Nether. Đúng rồi, mình sẽ nhân cơ hội hai con rồng này đang giao đấu với nhau. Ôi, cái này không phải rồng Nether mà rồng Titan Woolly Hole. Ghê vậy. Đây là trứng rồng gì đây? Đây là trứng rồng Crimson Gutted. Quá dữ luôn. Một trứng rồng rất là ngầu luôn nè. Đó, khi mà lớn thì em ấy sẽ trông như vậy đó. Có cái cặp sừng ấy, rất là to luôn. Được, rồng mà sừng to là mình thấy khoái khoái rồi đó. Còn đằng kia là rồng... Rồng gì... Đâu coi tên là coi. Titan á, rồng Titan. Để coi có cái tỏi nó có gần đây hay không. Vậy là hôm nay mình đã nhặt được thêm một cái trứng mới nữa rồi. Đó chính là trứng rồng Crimson á. Crimson Goreguter. Tên đầy đủ của em đó. Rồi đi tiếp em ơi. Đi, bữa nay bội thu rồi. Khá là may mắn đấy. Được em ơi. Tiếp tục ha, phát huy cái sự may mắn này đi. Ừ? Có lẽ nào? Rồi luôn. Trứng về. Đây là một cái tổ rồng mới. Bắt em Storm Fury lại. Không thôi, em bị quánh bây giờ. Ôi, bắt hộp. Đừng có dăng game ngay lúc này nha, tức lắm đó. Thiệt tình, tức dăng game rồi. Trở lại rồi. Đừng tưởng dăng game vậy là cản trở được cái quá trình lấy trứng rồng của mình. Ô, cái gì? Ô, mới vô mà bị tấn công rồi. Đây là trứng rồng Shark. Rồng Shark. Nghe cách đọc giống như là cá mập á. Nhưng mà không, cái này là hình như là, nói chung là Shark đó. Mình đọc tiếng Anh nó diệt súp quá. Nên các bạn cũng thông cảm giúp mình ha. Rồi, và ok, giờ thì mình sẽ cưỡi một em rồng khác để đi tiếp đoạn đường tiếp theo nè. Hôm nay thì mình khá là ít cưỡi rồng. Đâu rồi ta, Bone Fury đâu rồi? Đây, Bone Fury. Đây là em rồng limited của mình đó nha. Đâu rồi? Đấy, vàng khè luôn. Để coi vàng khè kìa. Thì có giúp mình may mắn hơn hay không ha. Hồi nãy giờ là em rồng Storm Fury đã đóng góp 3 trứng rồng rồi đó. Liệu rằng Bone Fury có đóng góp được trứng rồng nào hay không đây? Nữa hả? Ok, gặp thì mình lụm luôn. Tại vì một trứng thì mình sẽ up, còn một trứng thì mình sẽ cho vô bộ sưu tập á. Thế nên bây giờ nếu mà mình gặp được cái trứng... bị con xương cà kìa. Nếu mình gặp trứng rồng Crimson lần 2 thì mình sẽ lụm luôn. Lụm. Yes. Có vẻ là mình khá là... kiểu như là có duyên với rồng Crimson ha. Gặp hai lần một cùng lúc luôn á. Quá là hên. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành trang trí Noel muộn một xíu ha. Các món quà thì hồi nãy mình đã gắn về rồi. Bây giờ thì mình sẽ gắn tạm mấy cái cây thông Noel ở hai góc nhà nè. Đó, chỗ ấp trứng rồng cũng phải có cây cho có không khí Giáng sinh chứ. Đón Noel muộn nha. Rồi, ngay chỗ cây ruộng của mình đó. Xong phin. Rồi thì tới những cái chỗ này. Cái này thì mình sẽ dăn ngang ha. Đó. Cái này không đẹp. Gỡ ra. Đấy, đẹp rồi. Cái này chắc mình sẽ dăn ở phía trước thêm vài cái nữa. Như vậy. Sai. Bắt đầu đẹp liền. Ổn chưa? Nhìn cũng khá ổn rồi đó. Còn hai cái cuối cùng thì mình sẽ gắn ở
gắn vô cái chỗ ấp trứng rồng của mình. Trời ơi, hơi bị đẹp luôn. Xong rồi, công đoạn trang trí Giáng sinh muộn của mình cũng xong. Mình sẽ thử ấp những cái trứng rồng như là trứng rồng vetiver ever này thử. Ồ, không ấp được bên đây rồi. Vậy là ấp bằng máy ấp chạy bằng nước ha. Đấy, mình đã ấp được một trứng rồi nè. Giờ thì mình sẽ ấp tiếp trứng thứ hai là trứng rồng Crimson á. Đó, như vậy thì mình sẽ chờ đợi hai thành viên mới. Chuẩn bị chờ đợi trong thời gian sắp tới ha. Và trong chuyến khám phá ngày hôm nay, nói chung thì cũng tương đối là may mắn đi, tại vì mình đã gặp được hai loài rồng mới hoàn toàn luôn, lúc trước giờ mình vẫn chưa gặp á. Hy vọng là trong những chuyến khám phá tiếp theo thì nhân phẩm của mình tiếp tục hơn như vậy ha, để gặp thêm nhiều loài rồng mới hơn. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp cùng với những em rồng cũng giá thí. Bye bye. We'll be right back.